một chủ quán cà phê và mình đang có nhu cầu là tìm một cái nơi cung cấp cà phê mà đảm bảo về chất lượng cũng như giá cả. Thì hôm nay mọi người hãy theo chân em sẽ chỉ cho mọi người một nơi mua cà phê mà đáp ứng được tất cả các tiêu chí anh chị đang tìm ạ. Thì như mọi người đang thấy là hiện tại luôn là em đang đứng tại một cái xưởng rang cà phê của công ty cà phê Lyon. Thì anh chị đang thấy ở đây đang có rất là nhiều máy móc, trang thiết bị rất là hiện đại đúng không ạ? Như cái máy anh chị đang thấy đây là máy sàng lọc trọng lượng. Thì cái công suất của nó rất là lớn nha anh chị, có thể sàng được 5 đến 7 tấn trong 1 giờ. Rất là kinh khủng đúng không anh chị? Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có cái gì phía bên trong này thì mọi người hãy cùng em theo vào bên trong nhé. Đây là hai cái máy rang của Lyon Coffee. Thì như cái chiếc máy rang ở bên tay trái em đang chỉ đây như mọi người đang thấy là công suất của máy có thể rang 100 kg một lần ạ. Hiện tại thì đang có một cái mẻ rang Arabica rang mọc vừa được ra lò luôn nha anh chị, sờ vào còn đang rất là ấm ạ. Đây ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Thì để có được những cái hạt cà phê chín như thế này thì người ta sẽ rang cà phê từ cái nhân sống này ạ. Không biết là anh chị có thấy rõ không? Đây là nhân sống cà phê nha anh chị. Hạt cà phê khi chưa rang lên thì cà phê nó sẽ như thế này ạ. Quay lại câu hỏi là cà phê nguyên chất mua ở đâu? Thì nếu như anh chị là một người kinh doanh thông minh, gọi là sáng suốt, thì chúng ta sẽ chọn một cái nhà cung cấp cà phê. Thứ nhất phải đạt được cái tiêu chí là vệ sinh an toàn thực phẩm, tức là phải đảm bảo được chất lượng của cái hạt cà phê phải thơm ngon. Thì kèm theo đó phải là một cái giá cả rất là cạnh tranh phù hợp. Tại vì cái lợi nhuận của chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái nguồn cà phê mà mình nhập vào cao hay thấp. Vì vậy như anh chị đã thấy là cà phê Lyon đang có một cái mô hình sản xuất khép kín, tức là cái giá thành chi phí của Lyon so với những cái đối thủ khác rất là cạnh tranh. Nếu như mà anh chị nào đang muốn tìm hiểu về cái giá của cà phê Lyon là bao nhiêu thì anh chị hãy comment bên dưới hoặc là liên hệ ngay về tổng đài Lyon Coffee. Lyon Coffee sẽ liên hệ lại cho anh chị và sẽ tư vấn kỹ hơn ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.